Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 27 tháng 5 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch buổi chiều tối hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục tăng hơn 6 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ tăng là 0,36%. Thời điểm này thì đang giao dịch ở mức 1.857 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.847,89 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.858,45 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ vẫn trong xu hướng giảm nhẹ với tỷ lệ giảm hiện tại là 0,12%. Thời điểm này thì đang giao dịch quanh ngưỡng 101,633 điểm. Với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin thời điểm này cũng trong xu hướng giảm với tỷ lệ giảm là 0,42%, giao dịch ở mức 29.000 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm quay đầu tăng với tỷ lệ tăng là 0,11%, giao dịch ở mức 2,754% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô thời điểm này giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,17%. Mỗi thùng dầu thô thời điểm này thì đang giao dịch ở mức 114,056 đô la Mỹ trên một thùng. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới vẫn đang biến động thất thường, nhưng xu hướng chung hiện tại là đi ngang. Phiên giao dịch ngày 27 tháng 5, giá vàng thế giới chủ yếu duy trì quanh ngưỡng 1.853 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương với mức giá là 52,3 triệu đồng trên mỗi lượng. Như vậy, trong một tuần nay, vàng vẫn duy trì trên mức 1.800 đô la Mỹ. Theo các chuyên gia, nhà đầu tư đang bán tháo vàng sau khi có thông tin từ cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed cho thấy khả năng tiếp tục tăng lãi suất. Trả lời hãng tin CNBC, bà Brian Lan, giám đốc kinh doanh vàng công ty Goldsriver Central Mỹ cho biết, cam kết của Fed về việc tăng lãi suất đã ảnh hưởng đến vàng khiến giá kim loại quý này bị kìm hãm đà tăng. Ông Axel Mayo, giám đốc đầu tư tập đoàn tài chính Mayo Investment cho rằng, triển vọng kinh tế có thể trở nên rối ren hơn nhiều khi mà Fed phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn trong cuộc chiến chống lạm phát. Mặc dù giá vàng đã giảm xuống dưới 2.000 đô la Mỹ trên một ounce và phải vật lộn để thu hút động lực tăng giá mới, nhưng kim loại quý này vẫn là một công cụ đầu tư quan trọng. Vàng tiếp tục thực hiện công việc của mình như một tài sản phòng thủ và phòng hộ chống lại lạm phát. Theo ông Asamel, vàng luôn là tài sản mà bạn cảm thấy hạnh phúc nếu mua vào ngày hôm qua, nhưng sáng mai thức dậy bạn cảm thấy hối tiếc vì đã mua vàng. Điều này có nghĩa rằng hiện giá vàng lên xuống bất thường sẽ gây rủi ro cho người mua. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất ở thời hiện tại trong phiên giao dịch buổi chiều tối ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Thời điểm này, giá vàng SJC trong nước tiếp tục điều chỉnh tăng quý vị và các bạn nhé. Còn với vàng nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì hầu như không có nhiều biến động. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.850.000 đồng, bán ra 6.950.000 đồng, tăng 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra vẫn dao động trong khoảng 1 triệu đồng trên một lượng. SJC Hà Nội mua vào 6.850.000 đồng, bán ra 6.952.000 đồng, tăng 20.000 đồng ở chiều mua vào và bán ra. SJC Đà Nẵng mua vào 6.850.000, bán ra 6.952.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.840.000, bán ra 6.940.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNG Hà Nội mua vào 6.855.000, bán ra 6.950.000, tăng 35.000 ở chiều mua vào, tăng 30.000 ở chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.840.000, bán ra 6.935.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào, tăng 25.000 ở chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.840.000, bán ra 6.935.000. Doji Hà Nội cũng có cùng mức giá tương tự và cũng có cùng mức tăng là 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào, 25.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán ra.
Phú Quý SJC mua vào 6.870.000, bán ra 6.945.000, tăng 45.000 ở chiều mua vào, tăng 35.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.857.000, bán ra 6.937.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào, tăng 28.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6.900.000, bán ra 6.940.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào, tăng 10.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.830.000, bán ra 6.940.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào, tăng 20.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.830.000, bán ra 6.930.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 6.840.000, bán ra 6.935.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào, tăng 25.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.850.000, bán ra 6.952.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại tăng 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra vẫn dao động trong khoảng từ 1 triệu đồng cho đến 1.020.000 đồng trên mỗi lượng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang mua vào 6.850.000, bán ra 6.952.000. STC Cà Mau mua vào 6.850.000, bán ra 6.952.000. STC Huế mua vào 6.847.000, bán ra 6.953.000. STC Bình Phước mua vào 6.848.000, bán ra 6.952.000. STC Biên Hòa mua vào 6.850.000, bán ra 6.950.000. STC Miền Tây mua vào 6.850.000, bán ra 6.950.000. STC Quảng Ngãi mua vào 6.850.000, bán ra 6.950.000. STC Long Xuyên mua vào 6.852.000, bán ra 6.955.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.850.000, bán ra 6.952.000. STC Quy Nhơn mua vào 6.848.000, bán ra 6.952.000. STC Phan Rang mua vào 6.848.000, bán ra 6.952.000. STC Hạ Long mua vào 6.848.000, bán ra 6.952.000. STC Quảng Nam mua vào 6.848.000, bán ra 6.952.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Hiện tại thì duy trì đà giảm nhẹ trong khoảng từ 21 cho đến 50.000 đồng trên mỗi lượng, hay trong khoảng 2.100 cho đến 5.000 đồng trên một chỉ. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.415.000, bán ra 5.515.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.395.000, bán ra 5.475.000. Vàng 24K mua vào 5.290.8 nghìn, bán ra 5.420.8 nghìn. Cả ba loại vàng này thì đều tăng nhẹ 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 18K mua vào 3.921.7 nghìn, bán ra 4.121.7 nghìn, tăng 3.800 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 3.007.2 nghìn, bán ra 3.207.2 nghìn, tăng 2.900 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 10K mua vào 2.098.3 nghìn, bán ra 2.298.3 nghìn, tăng 2.100 ở chiều mua vào và chiều bán. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên chiều tối hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.